Thỏ Trắng Review xin chào các bạn. Joker bắt 4 người đàn ông nhốt vào 4 hộp khác nhau. Ai ra khỏi đó trước thì có thể ra ngoài an toàn hoặc họ sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Chiếc hộp của tóc trắng được làm bằng sô-cô-la. Hộp của 4 mắt được làm từ hàng chục tấm bảng. Hộp của đầu moi được làm từ 1.000 sợi dây thừng. Sợi dây chắc chắn, bạn không thể tháo nó bằng tay không. Hộp của David làm bằng thủy tinh chịu lực bao xung quanh 4 bức tường. Họ phải hoàn thành thử thách của Joker để có được phương tiện giúp họ trốn thoát. Bốn người không có sự lựa chọn, chú hề tỏ ra khá hào hứng. Anh ấy đến chỗ bốn mắt đầu tiên, lấy hai cốc nước ra và đặt chúng chồng lên nhau bằng mặt sau của cốc. Nhiệm vụ của bốn mắt là lồng chúng vào nhau bằng một tay. Nếu thành công anh ấy sẽ nhận được công cụ. Joker cho anh ta 3 cơ hội, nhưng bốn mắt đã không thành công một lần nào. Chú hề xịt nước vào người bốn mắt để trừng phạt. Sau đó hắn đưa cho anh ấy một cây thước. Bốn mắt đã nhanh chóng dùng nó để phá tường ngay lập tức. Một vài lỗ nhỏ đã xuất hiện trên bảng đen. Bốn mắt tăng tốc chọc như chim gõ kiến. Chú hề trở lại với đầu moi, hắn lấy ra một hộp đầy bóng và buộc nó vào đầu đầu moi. Anh ấy có 30 giây ném bóng ra ngoài hộp để đổi lấy dụng cụ. Đầu moi tận dụng kinh nghiệm đi bay của mình để lắc đầu, chỉ mất 20 giây để hoàn thành thử thách. Anh ấy có một con dao, đầu moi nóng lòng muốn dùng nó để cắt dây, nhưng chỉ cắt được những sợi dây nhỏ. Chú hề lại đến với tóc trắng, hắn đổ ra một hộp kẹo cao su, muốn lấy dụng cụ tiếp theo thì phải dùng đũa gắp những viên kẹo cao su vào hộp. Anh ấy chỉ có 45 giây, nhưng thử thách này tuổi gì với tóc trắng, anh ấy chỉ mất 42 giây để hoàn thành thử thách. Chú hề không thể tin được là tóc trắng có thể dùng đũa. Joker phải đưa cái búa làm bằng sô-cô-la cho tóc trắng. Dùng búa sô-cô-la đập sô-cô-la đúng là không được cái tích sự gì. Tóc trắng thất vọng, thế nhưng vẫn còn may khi anh ấy có sô-cô-la để ăn. Đến lượt David, chú hề lấy cây thép ra, cho 3 con ốc vào ống thép làm ví dụ. Thử thách đặt ra là luồn ốc vào thanh thép mà không làm rơi quả bóng. Thử thách được thực hiện trong vòng 2 phút. David thận trọng, rất cẩn thận luồn hết cái này đến cái khác. Thử thách nhanh chóng được hoàn thành. Công cụ của anh ấy là một cái búa. David vội vàng thử lên kính mấy lần, chỉ để lại một dấu chấm nhỏ, anh ấy không thể mở nó. Tức giận, anh dùng búa vẽ lên kính. Kết thúc hiệp đầu tiên, không ai trong số họ mở được hộp. Bạn nghĩ ai sẽ là người đầu tiên có thể thoát khỏi những chiếc hộp này? Hãy comment cho Thỏ Trắng cùng biết nhé. Công cụ mới thứ hai của bốn mắt là tua vít điện. Anh ta bắt đầu khoan trên bảng. Không biết bức tường này được xây bao nhiêu lớp mà khoan một hồi, bốn mắt vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. Đầu moi cũng có một công cụ mới là một cái bàn rũa. Anh ta cọ sát nó vào sợi dây nhưng nó cũng không giúp ích được gì cả. Nó còn không tốt bằng công cụ cũ. Anh ta tiếp tục sử dụng con dao. Phía bên tóc trắng, công cụ mới là một cái thìa, dùng nó cạo bức tường sô-cô-la, khiến rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Đó là chiếc thìa duy nhất anh ta có thể dùng để trốn thoát. Chuyển qua David, công cụ mới của anh ấy là một cái khoan cầm tay. Anh ấy cố định nó vào kính, lắc mạnh tay cầm, một lỗ nhỏ được khoan qua kính. David quyết định di cái mũi khoan theo đường tròn trên kính, sau đó sẽ dùng đầu còn lại đẩy vào nó. Kính có thể mở. Chú hề lại đến với bốn mắt, mang cho anh một cái cưa sử dụng để cưa bức tường. Anh ấy sử dụng máy khoan để khoan thủng bức tường. Nhìn bốn người đó loay hoay mãi mà không thoát ra được, Joker đang đắc chí vô cùng, làm sao thoát khỏi ta được. Nhìn đầu moi kìa, nhờ sử dụng con dao mà đã tạo ra một lỗ hổng khá lớn. Anh ấy đưa đầu ra ngoài một cách nhanh chóng, đầu moi đã thoát được ra ngoài. Chú hề đang đứng ngay sau anh ta, đầu moi giật mình thót tim, nhưng Joker nói với anh ta rằng bạn là người chiến thắng, bạn có thể đi. Đầu moi không thể tin là mình đã thoát khỏi đây. Ba người còn lại tiếp tục chơi. Dụng cụ lần này của tóc trắng là máy sấy tóc. Những bức tường sô cô la của anh ấy bắt đầu tan chảy, sau đó cạo bằng thìa. Làm như vậy tốc độ phá hủy sẽ nhanh hơn nhiều. Nhìn về phía David, công cụ mới là một cái búa. Anh ấy đập mạnh vào lỗ nhỏ trên kính nhưng không tài nào làm vỡ được. Bức tường bằng kính này có nội công thâm hậu quá anh em ạ. Còn bốn mắt, anh ta chém mạnh vào bảng, lớp tường bên trong đã bị phá. Sau đó, anh ta tiếp tục cắt lớp còn lại. Khi thấy bức tường sắp lung lay, anh ấy dùng chân đạp mạnh vào bức tường. Anh vội vã ra khỏi đó. Về phía tóc trắng cũng đã tạo ra được một lỗ trên bức tường sô-cô-la. Anh ta bắt đầu đập ở mép lỗ, nó càng ngày càng lớn đủ để anh thoát ra. Chỉ còn lại David, công cụ cuối cùng là máy cắt. Anh ấy đeo kính bảo hộ và bắt đầu cắt kính, cắt tất cả các cạnh xung những lỗ khoan trước đó. Cuối cùng dùng búa đập mạnh vào, anh ta cũng trốn thoát được. Cũng giống như hai người còn lại, chú hề xuất hiện sau lưng anh ta, hắn trói anh ta lại. Ba người bị trói lại với nhau. Chú hề nói với họ để thoát khỏi đây rất dễ, chỉ cần 100 comment 999 dưới video là họ sẽ được giải cứu. Anh em có sẵn sàng giúp họ không? Hãy cho Thỏ Trắng biết nhé.